Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa Toàn cảnh. Thưa quý vị, sau khi từ chối nhận bằng khen tại Cánh Diều Vàng, đạo diễn phim Cha Cổng Con tiếp tục khẳng định mình và tác phẩm của mình xứng đáng hơn thế khi liên tục nhận được nhiều giải thưởng. Mới đây là giải thưởng quốc tế khác. Chi tiết mời quý vị đón xem sau phần điểm tin. Cha Cổng Con xuất mã thu về nhiều chiến lợi phẩm. Sự kiện đặc biệt được chào đón nhất sau gần 2 tháng tổ chức lễ hội pháo hoa Đà Nẵng sắp diễn ra. Được xem là cách để bản thân gột rửa cơ thể và linh hồn trở nên khỏe khoắn, minh mẫn hơn, hàng trăm người thổ dân Amara ở Bolivia đã thực hiện nghi lễ truyền thống. Nghi lễ gì, tổ chức ra sao, mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, sau khi nhận được lời mời của nhiều liên hoan phim nước ngoài, bộ phim Cha Cổng Con xuất mã và thu về nhiều chiến lợi phẩm với hàng loạt giải thưởng quan trọng nối tiếp nhau tại Mỹ. Phim Cha Cổng Con vừa chính thức đoạt thêm giải phim truyện xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương Mỹ Latin lần thứ 17 được tổ chức tại Washington DC. Tại Liên hoan phim độc lập Mỹ lần thứ 6 được tổ chức tại New York, phim tiếp tục đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất và giải quay phim xuất sắc nhất. Sắp tới tại thủ đô Toronto, Canada vào ngày 3 tháng 7, phim Cha Cổng Con cũng chính thức có buổi chiếu mở màn lễ hội của Liên hoan phim quốc tế DreamWorks lần thứ 13 tại thủ đô Toronto, Canada. Tại liên hoan phim này, phim Cha Cổng Con được đề cử ở các hạng mục quan trọng như quay phim xuất sắc, phim nước ngoài xuất sắc, diễn viên xuất sắc, âm thanh xuất sắc. Một tin vui đến với bộ phim khi Cha Cổng Con của đạo diễn Lương Đình Dũng đã được lựa chọn cho vòng cạnh tranh chính thức của liên hoan phim Tallinn Black Nights lần thứ 21, một trong top 15 các liên hoan phim lớn của thế giới với chương trình cạnh tranh quốc tế. Thưa quý vị, với nội dung thông điệp chung trong các tác phẩm đều phản ánh về sự chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên, bao gồm việc chăm sóc con cái, phân chia công việc gia đình giữa những người bạn đời. Cuộc thi ảnh Những Gia Đình Bình Đẳng Việt Nam nhận được hàng nghìn tác phẩm gửi về. Vì sao tổ chức cuộc thi này, ý nghĩa ra sao? Chi tiết mời quý vị đến với phần điểm nhấn văn hóa sau ít phút nữa. Tiếp tục chương trình là thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa chính thức công nhận lễ KT và nghệ thuật làm gốm của người Chăm, làng Bầu Trúc, Ninh Thuận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc ba loại hình là lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng. Các loại hình thuộc địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Ninh Thuận và Thanh Hóa cùng với hai di sản của người Chăm thuộc tỉnh Ninh Thuận. Năm di sản khác cũng được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm lễ hội Nàng Hai của người Tây, lễ hội đền Lãng Giang ở Hà Nam, lễ hội đền Chiêu Trưng, lễ hội trò chiền, lễ hát múa ăn mừng dưới cây bông của người Thái. Như vậy, hiện nay trên địa bàn cả nước có 221 di sản văn hóa phi vật thể đã đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các di sản văn hóa phi vật thể được lập hồ sơ khoa học để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia phải có đủ các tiêu chí, có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng địa phương, phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ, có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài, được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Thưa quý vị, đêm chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017 diễn ra vào tối nay tại cảng Sông Hàn, thành phố Đà Nẵng. Đây là sự kiện đặc biệt được chào đón nhất sau gần 2 tháng tổ chức lễ hội với sự góp mặt của ba đội pháo hoa lừng danh quốc tế là Anh, Australia và Italia. Để chuẩn bị cho đêm chung kết, ba đội thi hiện đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng và đưa ra những chiến thuật đặc biệt để giành ngôi vị quán quân của lễ hội pháo hoa năm nay. Tối nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 sẽ khép lại sau phần trình diễn của ba đoàn Australia, Anh, Italy tại đêm chung kết, đêm mộc. Theo dự kiến, đoàn Anh sẽ trình diễn đầu tiên, sau đó là đoàn Australia và kết thúc đêm mộc là màn trình diễn của đoàn Italy. Thời lượng trình diễn dự kiến của mỗi đội sẽ ngắn hơn thời gian ở vòng loại. Do đó, đây cũng là áp lực cho các đội trong việc kể chuyện bằng pháo hoa và âm nhạc sao cho ấn tượng nhất bằng những kỹ thuật hiện đại và điêu luyện nhất. Các phần trình diễn nghệ thuật sẽ khắc họa đậm nét sức sống mãnh liệt của cỏ, cây, hoa, lá. Đến với đêm mộc, khán giả sẽ có cảm giác như mình được thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn
với sự rộn ràng sôi động của pop, rock và cũng không thiếu phần lắng động, da diết của những giai điệu trữ tình. Tiếp theo chương trình là các hoạt động văn hóa trong nước đáng chú ý khác. Vừa qua, tại hội trường Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc hội nghị Những người viết văn trẻ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ tư năm 2017. Hội nghị Những người viết văn trẻ được tổ chức 5 năm một lần nhằm tập hợp lực lượng, điểm danh đội ngũ viết văn trẻ, gặp gỡ giao lưu, tạo thêm động lực cảm hứng sáng tác trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, văn minh và nghĩa tình của thành phố. Hội nghị có sự tham dự của 7 đại biểu trẻ của thành phố Hồ Chí Minh và 25 đại biểu của các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, gồm tác giả các thể loại văn thơ từ năm 1980 trở về sau đã có những tác phẩm được xuất bản, đặc biệt là những tác giả đã nhận giải thưởng văn học. Nhân hội nghị, Hội Nhà văn cho tập hợp và giới thiệu tập sách Trên đôi cánh thanh xuân của các tác giả trẻ. Hội nghị sẽ diễn ra tiếp ở Vĩnh Long, Cần Thơ. Còn trong lĩnh vực âm nhạc, mới đây Isaac đã có màn hóa thân dễ thương trong MV mới ra mắt của anh. Lấy cảm hứng văn hóa dân gian, bước chân cổ tích, dùng lối kể chuyện hài hước, tái hiện câu chuyện quen thuộc. Với vai trò người hùng, Isaac đã gửi đến những bài học ý nghĩa. Góp mặt trong một MV ca nhạc, Isaac, Xóa Ca Nhí, Gia Kim và cô bé Triệu Kiều Bảo An đã có màn kết hợp ăn ý. Cùng với nét diễn xuất tự nhiên, bộ ba đem đến những tình tiết hài hước, giúp các em nhỏ trải nghiệm câu chuyện cổ tích quen thuộc, tẩm cảm, thánh giống, con rồng chảo tiên. Không chỉ dành cho đối tượng trẻ em, MV cũng là gợi ý giải trí thú vị cho các bậc phụ huynh. Thưa quý vị, Ngày Gia đình Việt Nam là một ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình, là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có cha mẹ, cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi ảnh toàn quốc mang chủ đề Những gia đình bình đẳng Việt Nam. Trước đó, cuộc thi đã được phát động từ Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và nhận được sự ủng hộ tích cực của các tác giả chuyên và không chuyên trong nước. Đây là bức ảnh có tên gọi Tất cả cho con của tác giả Nguyễn Khoa Huy đến từ Thừa Thiên Huế. Một hình ảnh tưởng như giản dị nhưng lại có sức lay động truyền cảm lớn. Có lẽ vì thế không có gì lạ khi tác phẩm này nhận được nhiều lượt bình chọn nhất qua trang Facebook của Đại sứ quán Thụy Điển. Có một buổi tình cờ tôi tới nhà một đứa cháu và cũng tình cờ ta thấy cả gia đình bố mẹ đang chăm cho một đứa con thì mình cũng cố gắng làm sao mình không để cho họ biết mà cố gắng tìm ở nhiều góc cạnh mình bắn máy. Thì thực sự bức ảnh đó khi mình chụp ở khoảng 10 tấm thì nói chung cũng tạm ổn. Nhưng mà trong khi đó thì mình thích nhất là bức ảnh này. Mặc dù chỉ diễn ra trong vòng 3 tháng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hàng nghìn tác phẩm gửi về. Nội dung thông điệp chung trong các tác phẩm đều phản ánh sự chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên, bao gồm việc chăm sóc con cái, phân chia công việc gia đình giữa những người bạn đời, đồng thời cùng phấn đấu cho công việc hoặc sự nghiệp riêng, đóng góp tích cực cho xã hội. Bình đẳng là một chủ đề rất quan trọng hiện nay ở khắp nơi trên thế giới. Đối với kinh nghiệm của Thụy Điển, bình đẳng bắt đầu từ những mái ấm gia đình và chính điều đó tạo nên nền tảng vững chắc cho một xã hội hiện đại, sáng tạo và thịnh vượng. Chúng tôi rất vui khi cuộc thi nhận được sự quan tâm của tác giả. Các tác phẩm gửi về cũng rất phong phú, cho thấy những khía cạnh bình đẳng thú vị trong xã hội Việt Nam hiện nay, không chỉ ở các thành phố lớn mà cả ở các vùng núi. Ban tổ chức cũng trao giải nhì cho tác giả Trần Phúc Thạch đến từ Lào Cai. Giải nhất thuộc về bức ảnh Sự sẻ chia công việc của tác giả Nguyễn Hữu Thông đến từ Hà Nội. Trước đó, năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển cũng đã tổ chức cuộc thi ảnh Những ông bố Việt Nam. Thưa quý vị, ở tuổi 60, Daniel Day-Lewis được đánh giá là một trong những diễn viên xuất sắc của mọi thời đại, với 3 lần nhận tượng vàng Oscar. Tuy nhiên, mới đây, ngôi sao người Anh đã bất ngờ thông báo giải nghệ. Daniel Day-Lewis cho biết sẽ ngừng diễn xuất mà không đưa ra bất cứ lý do nào, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp và khán giả đã ủng hộ ông trong suốt nhiều năm qua.
sinh năm 1957 tại London, Anh. Daniel Day Lewis bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 14 tuổi với bộ phim Sunday Bloody Sunday năm 1971. Đến giờ, ông vẫn là nghệ sĩ duy nhất 3 lần nhận giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc. Ngôi sao người Anh từng được Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ vinh danh qua tác phẩm Malevolent 1990, There Will Be Blood 2007 và Lincoln 2012. Thưa quý vị, thổ dân Amara tin rằng việc được đón nhận những tia nắng đầu tiên của ngày Đồng Chí 21 tháng 6 sẽ mang đến cho họ một năm ấm áp, nhiều may mắn tốt đẹp. Và truyền thống này đến nay vẫn được người Amara thực hiện. Tại sao họ vẫn luôn giữ nghi thức này? Mời quý vị tìm hiểu trong phần cuối chương trình. Sau đây là một số thông tin giải trí đáng chú ý khác. Với giọng ca đầy cảm xúc, vừa ấm áp vừa mãnh liệt, Whitney Houston chinh phục người yêu nhạc suốt nhiều thế hệ. Những người hâm mộ ngôi sao bạc mệnh sẽ được gặp lại thần tượng của mình qua thước phim của đạo diễn Bis Bonfire mang tựa đề Whitney, Can I Be Me, bộ phim tài liệu vừa ra mắt công chúng nước Anh. Bộ phim là một cái nhìn cận cảnh về cuộc đời của Whitney Houston, từ một nghệ sĩ trẻ trở thành một trong những giọng ca nữ nổi tiếng nhất mọi thời đại, rồi sau đó phải vật lộn với những vấn đề về rượu và ma túy khi qua đời năm 2012. Đạo diễn Nick Drumfield đã dành 2 năm mài mò trong khu lưu trữ trò chuyện với những người thân và bạn bè của giọng ca. Whitney thật xinh đẹp, cô giống như là hiện thân của một công chúa Mỹ vậy. Nhưng thực ra cô là một người hầu bàn tới từ khu ổ chuột New York, nơi diễn ra những vụ bạo loạn sắc tộc tồi tệ nhất tại Mỹ. Whitney Houston sinh tại Mỹ. Houston bước vào ngành giải trí với tư cách một người mẫu trước khi trở nên nổi tiếng toàn cầu với những tác phẩm bất hủ như The Richest Love of All, I Have Nothing hay đặc biệt là I Will Always Love You, bài hát chủ đề trong bộ phim Vệ Sĩ do cô thủ vai chính cùng với Kevin Costner năm 1992. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Whitney Houston từng giành 6 giải Grammy và hàng trăm giải thưởng danh giá khác, cùng doanh thu bán đĩa kỷ lục hơn 200 triệu bản trên toàn thế giới. Tuy vậy, danh ca cũng phải trải qua những tháng ngày tồi tệ vì rượu, ma túy và cuộc hôn nhân đầy sóng gió với ca sĩ Bonnie Rowe. Whitney đơn giản là không thể đối phó được với tất cả những điều đó. Cô đã chăm sóc quá nhiều người, nhưng cô luôn bị chỉ trích. Và tôi nghĩ chính sự thất vọng về những người xung quanh đã đẩy cô ngày càng lún sâu vào ma túy. Đó là điều mà nhà làm phim người Anh muốn nói thay cho nữ ca sĩ tài hoa bạc mệnh. Năm 2012, Whitney Houston bị phát hiện chết đuối trong bồn tắm khách sạn ở California của Mỹ khi mới 48 tuổi. Sự ra đi của ngôi sao người Mỹ đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Thế giới sẽ còn mãi vang lên những bản tình ca ngọt ngào qua giọng ca Whitney Houston. Đối với các fan yêu nhạc, Glastonbury thường được nhắc đến như lễ hội âm nhạc ngoài trời lớn nhất thế giới diễn ra hàng năm tại Vương quốc Anh, thu hút tới 175.000 du khách nhờ những tiết mục âm nhạc đa dạng kéo dài trong 5 ngày liên tiếp. Glastonbury Music Festival 2017 sẽ chính thức bắt đầu từ thứ Sáu và kết thúc vào đêm Chủ nhật 25 tháng 6. Theo thông báo từ ban tổ chức, các nghệ sĩ Radiohead, Ed Sheeran, Katy Perry, Chic sẽ làm bùng nổ sân khấu festival năm nay. Bên cạnh đó, khán giả cũng được thưởng thức nhiều màn biểu diễn hoành tráng bởi các nghệ sĩ múa, xiếc, hài kịch, khiêu vũ. Thưa quý vị, ngày hạ chí 21 tháng 6 vừa qua cũng là thời điểm hàng trăm người thổ dân Amara ở vùng Olivia sinh sống trên dãy Andes thực hiện nghi thức truyền thống đón năm mới mừng Amara 5525 của họ. Trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về nghi thức độc đáo này. Hàng ngàn người Amara đã tụ tập về thành phố cổ Tiwanaku của Bolivia để chờ đón khoảnh khắc bình minh, báo hiệu một năm mới đã đến. Người Amara tin rằng việc được đón nhận những tia nắng đầu tiên của ngày Đồng Chí sẽ mang đến cho họ một năm ấm áp, nhiều may mắn, tốt đẹp. Đây cũng là cách họ gột rửa cơ thể và linh hồn để trở nên khỏe khoắn, minh mẫn hơn. Trước khi bị thực dân Tây Ban Nha xâm lược, người dân bản địa phụ thuộc chính vào nông nghiệp. Chính vì vậy, nhiều loại cây ăn quả, cây lương thực cần ánh sáng mặt trời để sinh trưởng và đơm hoa kết trái. Đó cũng chính là lý do người dân ở đây luôn tôn trọng và thờ cúng thần mặt trời, mẹ trái đất. Với chúng tôi, ánh nắng đồng nghĩa với một đời sống tốt đẹp và sự bình yên trong tâm hồn. Chúng tôi sẽ có những mùa màng bội thu, đó là truyền thống lâu đời do cha ông truyền lại.
và chúng tôi có trách nhiệm giữ gìn cho các thế hệ mai sau. Tiếp đó, các thổ dân Bolivia đốt một đống lửa to, dâng lễ vật lên thần Pachamama, tức mẹ trái đất, và nhảy múa để cầu mong sự che chở phù hộ cho cộng đồng của mình. Người Aymara là một cộng đồng thiểu số lâu đời nhất ở Bolivia, đất nước hiện có 36 dân tộc cùng chung sống. Vị tổng thống hiện nay của đất nước này cũng là một người Aymara chính gốc. Những hình ảnh về nghi lễ truyền thống của thổ dân Aymara ở Bolivia vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Văn hóa toàn cảnh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.